Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Tối qua, cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã được tại ngoại sau khi ông bị bắt giữ vào trưa cùng ngày. Ông bị bắt giữ với cáo buộc lợi dụng chương trình kích thích kinh tế khi còn tại chức. Theo Ủy ban chống tham nhũng Malaysia, ông Muhyiddin đã được trả tự do vào tối cùng ngày sau khi trả lời thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra các dự án trong chương trình Jana Wibawa. Đây là sáng kiến thúc đẩy kinh tế trong giai đoạn ứng phó với đại dịch COVID-19 khi chính trị gia này giữ chức Thủ tướng Malaysia. Ủy ban chống tham nhũng Malaysia cho biết đã nhận được sự cho phép của Văn phòng Tổng trưởng lý truy tố ông Muhyiddin. Cựu Thủ tướng sẽ ra hầu tòa trong ngày hôm nay 10 tháng 3. Ông Muhyiddin hiện đang là Chủ tịch Đảng Đoàn kết Dân tộc Mã Lai bản địa, sẽ phải đối mặt với một số cáo buộc liên quan đến rửa tiền và tham nhũng. Nếu bị kết án, ông Muhyiddin có thể sẽ đối mặt với án tù 20 năm và phạt tiền. Ông Muhyiddin cũng là lãnh đạo Đảng Đoàn kết Dân tộc Mã Lai mới nhất bị bắt vì liên quan đến chương trình kích thích kinh tế. Cuộc đình công quy mô lớn do các nghiệp đoàn Pháp tiến hành từ ngày 7 tháng 3 nhằm phản đối biện pháp cải cách lương hưu đã dẫn đến tình trạng mất điện ở một số nơi, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và giảm sản lượng điện tại một số nhà máy tại quốc gia này. Đình công đã dẫn đến tình trạng mất điện tại sân vận động Stade de France và một số công trình đang thi công cho làng Olympic 2024 ở phía bắc vùng ngoại ô Saint-Denis gần thủ đô Paris. Mất điện cũng xảy ra tại 3 trung tâm dữ liệu tại Saint-Denis và các trung tâm thương mại quanh sân Stade de France. Đình công cũng ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng và sản lượng điện của Pháp. Theo cơ quan quản lý năng lượng nước này, lượng điện sản xuất ngày hôm qua từ một số nhà máy điện hạt nhân, nhiệt điện và thủy điện của nước này đã giảm 13% tổng sản lượng cả nước. Trong khi đó, tập đoàn dầu khí đa quốc gia Total Energy cho biết các nhà máy lọc dầu của Pháp không thể đảm bảo vận chuyển nhiên liệu do ảnh hưởng của đình công. Hôm qua, giới chức Anh thông báo triển khai cơ chế cấp giấy thông hành điện tử nhằm giúp các cửa khẩu biên giới hoạt động hiệu quả hơn và an ninh hơn. Hành khách đến từ Qatar sẽ là những người đầu tiên được sử dụng loại giấy tờ này từ tháng 10 tới. Bộ trưởng Di trú Anh nhấn mạnh, việc củng cố biên giới là một trong những ưu tiên cao của chính phủ. ETA sẽ tăng cường an ninh biên giới bằng cách tăng sự hiểu biết về người muốn đến Anh và ngăn chặn những đối tượng đặt ra mối đe dọa. ETA cũng giúp cải thiện việc đi lại cho những du khách hợp pháp và những người đến từ các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh sẽ là những người đầu tiên được hưởng lợi từ quy định mới này. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2024, ETA sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các du khách nước ngoài có đủ điều kiện miễn thị thực trong thời gian lưu trú ngắn ngày, bao gồm cả những người đến từ châu Âu. Tương tự hệ thống điện tử cấp giấy phép du lịch vào Mỹ, quá trình nộp hồ sơ ETA cũng sẽ diễn ra trên mạng Internet. Khi được cấp ETA, các cá nhân sẽ có thể nhập cảnh nhiều lần vào Anh trong vòng 2 năm, song chính phủ chưa nêu rõ chi phí nộp hồ sơ. Bắc bán cầu vừa trải qua một mùa đông ấm thứ hai trong lịch sử, kèm theo tình trạng khô hạn bất thường. Đây là nhận định được các nhà khoa học cơ quan về biến đổi khí hậu Copernicus của EU đưa ra mới đây. Theo cơ quan này, nhiệt độ trung bình ở châu Âu từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 năm nay cao hơn 1,4 độ C so với mức trung bình của mùa đông phương Bắc giai đoạn 1991-2020. Đây cũng là mùa đông ấm thứ hai của châu Âu, chỉ sau mùa đông cách đây 2 năm. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 11 vừa qua, châu Âu đón nhận đợt nắng nóng bất thường tấn công các quốc gia từ Pháp đến Hungary, buộc các khu trượt tuyết phải đóng cửa vì thiếu tuyết. Nhiệt độ đặc biệt cao ở Đông Âu và phía Bắc các nước Bắc Âu trong tháng 1. Còn ở phía Tây và Đông Nam châu Âu, thời tiết lại khô hơn mức trung bình trong khi độ ẩm của đất trong tháng 2 xuống mức thấp kỷ lục. Chính phủ Pháp đã phải kêu gọi hạn chế sử dụng nước tại một số nơi, trong khi Italy lo ngại nguy cơ xảy ra hạn hán vào mùa hè tới. Các nhà khoa học cho biết, mùa đông ở châu Âu đang trở nên ấm hơn do nhiệt độ toàn cầu tăng. Đan Mạch vừa khai trương dự án lưu trữ khí thải carbon dioxide ở độ sâu 1.800 m dưới biển Bắc. Đây là nước đầu tiên trên thế giới chôn khí thải carbon dioxide nhập khẩu từ nước ngoài. Dự án Green Sand sử dụng một mỏ dầu đã khai thác do tập đoàn hóa chất Ineos của Anh và tập đoàn dầu mỏ Wintershall của Đức thực hiện. Khí thải carbon dioxide được vận chuyển trong những thùng container chuyên dụng đến mỏ Ninuet và tại đây sẽ được bơm vào bể chứa ở độ sâu 1,8 km dưới đáy biển. Dự kiến đến năm 2030, cất giữ tới 8 triệu tấn khí thải carbon dioxide một năm. Mục đích của dự án này là thu giữ và sau đó lưu trữ carbon dioxide để giảm thiểu tình trạng ấm lên toàn cầu. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và tốn kém.
Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.